Tấm vé xổ số 100 đô mại người ạ. Vé số sổ liền. Ở Việt Nam là vé số chiều sổ, 5 giờ chiều mới biết ai giàu ai nghèo. Còn đây là vé số sổ liền 100 đồng. Có khả năng trúng được 1 triệu không? Linh Ngô chuẩn bị mở cái vé số may mắn này chưa? Ok, hy vọng chúng được 1 triệu để có tiền trả nợ nhà. Quay lại chỉ cần trúng 1.000 thôi. Ôi, được. 1 triệu đây rồi. 1 triệu, 1 Em triệu. vé số 100 nhìn khác hẳn. Lấp la lấp lánh. Tiền của quay lại đâu? Ok. Ở đây, ở bên đây người ta chơi kèo chứ không phải là xổ số giống bên mình. Cũng có dạng đó luôn, nhưng mà cái này là người ta thích kèo từng cái để cho nó hồi hộp. Trúng gì chưa? Cái thứ nhất là bao nhiêu số bao nhiêu? 1.000. 1.000. Cái thứ hai có giống không? Không. Sẽ không giống thì đâu được đâu. Đúng không? Hay là phải... 8 số, một ô này có 8 cái. Nhà quê. Chưa có nào giống nào luôn, 4 cái chất quất nhau. Ok, có thêm một cái 100.000 nữa. 100.000 không? Cần thêm cái nào nữa mới được 100 ngàn? Một cái nữa. Một hình 100.000 nữa. Ôi, ok. 100.000, 100.000, trời ơi. 100.000, 100.000. Trời ơi. Bây giờ là một là 100.000, hai là 1.000 nha. 1.000 cũng được. Không cần 100.000, 1.000 thôi. Trời ơi. 200. Có số Tiền 200 không? long. Thì có hai cái 200 mà đâu được ba cái mới được. Ok, cái đầu ăn cám. Ok, cái tiếp theo. Anh muốn kẹo này Không, không? Linh Ngô kẹo hết. Tại sao? Linh Ngô thắng tiền Linh Ngô đó. Chị gái đưa cho Linh Ngô mà. Đúng không? 1.000. Chị quay lại chỉ cần 1.000 thôi, không cần 1 triệu, ok. 500. 200. 500. Ok, 500, có được 500 không? Cố 500, lên. 500, 200. Ok, nó 200 cũng được. 500 hay là 200? Vậy trong một cái 100 nghìn thì giữa là 100 nghìn, bạn đoán là 100 nghìn ạ. Mở vừa đoán tào lao không mà. Thấy chưa? 100. 200, 500. Trời ơi. 200, 500, 200. À! Thấy chưa, đoán tào lao cái nó ra chụp lốc rồi nè. Còn có một cái à, Gái, kèo Linh đi. Ngô cao. Cơ hội Em cuối cùng của chơi Linh này Ngô. nha. Không, Linh Ngô chơi hết. Thôi Linh Ngô chơi, Linh Ngô đâu cơ hội đổi đời của Linh Ngô đó. 100.000, 200, 1.000, 200. Hy vọng 200 đi. 200 đi, có 200 để được đi một xe. 200 gỡ lại tiền tấm vé cho chị gái. 100.000. Không cần 100 ngàn, cần 200 thôi. Ý. 200, 200. Ôi. 100 cái gì mà 200. Ai. 200. 100.000 càng tốn nhưng mà 200 cũng được. 1.000. Ôi À. trời ơi. Tôi sở tay ngồi cho cái đỏ, ok. 200, 1.000, 100.000. 200, 1.000, 100.000. Trời ơi. Buồn chết. Ok, tiếp theo làm gì nữa đây? Game này chơi sao? Start the Ok, là 6 cái này là số may mắn. Thì là 6 cái này. Cạo đi. Thì là trong 30 số này
Ok, thì là đối chiếu cái 30 số này với lại 6 số này, nếu mà được số giống nhau thì sẽ được giải thưởng theo cặp. Ok, thử đi. Bây giờ cả cái này trước đây, Ừ, cái này trước hay cái này cái trước? nào trước cũng được. Số 18. 18. Tiếp theo. Tiếp theo 29. Tiếp theo. Tiếp theo 01. Tiếp theo. 08. Tiếp theo. 33. Tiếp theo. 44. Ok, số may mắn của Linh Ngô. Có số may mắn ở đây không? Ủa? Ủa? 47. Không có. Ok, sẽ cả phần này trước để đừng có ra giải thưởng trước cho nó hồi hộp. Sau giải thưởng kia 10. thì ra như thế nào, như nào? Ý là ví dụ như ở đây là số 18 đi, Ừ. mà ở dưới đây là 1.000, thì mình có trên đây là 18, 18 là mình ăn được À, vậy 1.000. ăn thật đó. Trời ơi, ngố quá. 19 không được. Không cần có giải thưởng tại vì đâu được đâu. 18, Cạo hẳn đi. 16, 17. Sao 17 không có 18? Ba mươi ba, 32. Không có phải trùng hàng chứ, trùng hàng số mới được chứ, hay là không cần trùng hàng? Không cần. Rồi hả? Ok, thử tiếp. 40 làm rồi. 46. 44. Này 45, 46. Nổi điên không? Số may mắn nào không đây? 10. Có số 01 đó. Số kia số 01 đến số 10. 01. Trời ơi. 40. Ủa, 49. 11. Không được, không giàu, số không giàu rồi lên ngôi. 32. Ủa, mình đâu có 32 đâu. Này gì, 02. Làm gì có 02. 22. Có 33, Không có. 44 mà không có 22. Chết. 03, làm gì có 03. Trời ơi. Không trúng một số, chưa trúng một số nào luôn Linh Thì ơi. đó, dễ ăn quá. Làm gì dễ ăn. Nội mà nó bán cái tiền vé này không là nó lời được bao nhiêu rồi. 12. 20 mấy? 29. 25. 9 số nữa. Đâu, 2, 4, 5, ôi, 15 số nữa mà. Ôi, cơ hội còn, cố lên Linh Ngô. 14. Không có. 10. Trời, không có số nào giống hết. 10, 1, 3. Mấy? 0, 8. Không tám. Giỡn thôi, đâu phải số 0, 8 Trời đâu. ơi. 30 mấy? 30. 0, 5. 0. Ủa sao có số 0 nó giỡn hả? Ủa 41. 41. 10. Không có 10 nào cả. 18. 15. 40. 23. Không có. 27. Khóc nhà rồi Linh Ngô ơi, chuẩn bị khóc nhà chưa? 37. 18. Có 10, 18. 30. À, 48. 48. 0, 06 rồi. 30. Ba. Này không phải, này 39. Ok, Trời số cuối cùng. Cho lại đoạn, ơi. có đoạn cạo số cuối cùng.
cảm thấy chuyên nghiệp rồi đó. Không bảy. Chặt lót luôn. Không trúng một số nào cả. Bấm game chặt lót. Ok. Ok, nhưng mà không sao, vẫn còn cơ hội cuối cùng là vé số. Không phải chiều sổ mà là ngày 31 tháng 12. Cơ hội trúng 1 triệu vẫn còn.